Xin chào cả nhà, chủ đề của ngày hôm nay đó là 38 món quà con bạn sẽ không bao giờ quên. Tuổi thơ của mình thì gắn liền với những cái món đồ chơi rất là đơn sơ, mộc mạc, không có cái tiếng nhạc inh ỏi, không có màu sắc loè loẹt. Những cái món đồ chơi ấy thì được làm thủ công một cách tỉ mỉ, chứa đựng cả cái tâm hồn của người tạo ra nó. Như là cái chiếc đèn ông sao lung linh mỗi mùa trung thu, những con diều bay tung tăng trên bầu trời cao rộng, hay đơn giản là những cái chiếc lá khô hay là những cái cành cây, hoa cũng trở thành món đồ chơi đầy ý nghĩa thú vị trong những cái ngày năm tháng tuổi thơ của mình. Trẻ con thì rong ruổi khắp xóm làng chơi trò trốn tìm, chơi ô ăn quan, cùng nhau chia sẻ những cái món quà thật là giản dị. Niềm vui tuổi thơ ấy đơn giản nhưng lại vô cùng đong đầy và đầy ý nghĩa. Thời đại công nghệ 4.0 của chúng ta bùng nổ thì đồ chơi trẻ em ngày nay trở nên hiện đại và đa dạng hơn bao giờ hết. Từ những cái món đồ chơi điện tử thông minh hay là những cái bộ đồ chơi mô phỏng các cái ngành nghề bác sĩ, y tá hay là cứu hỏa, cho đến những cái nhân vật hoạt hình được thiết kế sống động, tất cả đều đáp ứng được cái nhu cầu của trẻ em ngày nay. Tuy nhiên, điều mà trẻ con của chúng ta, những đứa con của chúng ta thời nay thiếu đi lại chính là thời gian của cha mẹ. Sau những cái giờ làm việc căng thẳng thì nhiều bậc cha mẹ thường cảm thấy mệt mỏi, dành ít thời gian cho con cái hơn. Thay vì cùng con chơi đùa này hay là trải nghiệm những cái hoạt động vui chơi bổ ích thì cha mẹ lại cái chọn cách đưa cho con một cái chiếc điện thoại hay là iPad, bật tivi, mình là một ví dụ chẳng hạn, thì vô tình cha mẹ đã tạo ra một cái rào cản vô hình giữa mình và con, khiến cho cái mối quan hệ trở nên xa cách. Quà tặng ý nghĩa nhất dành cho con trẻ không phải là những cái món đồ chơi đắt tiền hàng hiệu, mà chính là thời gian và sự quan tâm của cha mẹ. Hãy dành thời gian chơi cùng con, trò chuyện với con, tâm sự với con, cùng con khám phá thế giới xung quanh. Đó chính là món quà vô giá mà con sẽ trân trọng suốt cả cuộc đời này. Và sau đây thì mình sẽ nhắc tới 38 món quà nhiều ý nghĩa dành tặng cho con để con của chúng ta luôn trân trọng. Món quà nào sẽ thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của con và thay đổi con mãi mãi? Chúng ta bắt đầu nhé! Món quà thứ nhất đó là lời khẳng định. Đôi khi là một cái lời động viên đơn giản thôi, có thể thay đổi cuộc sống của con, có thể giúp con tự tin hơn. Hãy chắc chắn rằng con biết luôn là mình là người yêu thương con, trân trọng con và hãy thường xuyên nhắc nhở con về điều đó. Nghệ thuật, đây là điều thứ hai. Giờ đây thì nhờ có Internet, bất cứ ai muốn sáng tạo nghệ thuật đều có thể làm được. Thế giới cần nhiều người hơn để có thể dám ước mơ và thực hiện nó. Hay những cái triển lãm tranh đa giác quan mà đợt vừa rồi mình đi với con này, Van Gogh hay là Frida Kahlo, bảo tàng với những cái hoạt động tương tác thông minh về khoa học, nghệ thuật, âm nhạc, khảo cổ học hay bất cứ một cái đề tài nào đó. Tiếp theo đó là thử thách. Khuyến khích con ước mơ thật lớn, khi đó con sẽ đạt được nhiều hơn những gì con nghĩ là có thể làm được và có lẽ hơn cả những cái gì mà con mong đợi hay là chúng ta mong đợi nữa. Bởi vì không có cái sự khuyến khích đấy thì con sẽ không dũng cảm làm những cái việc mà con ước mơ. Lòng trắc ẩn, cái sự công lý nữa, cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng cả, không bao giờ công bằng cả. Đời luôn có những cái điều mà mình chẳng thể ngờ được. Nhưng khi mà xảy ra những cái chuyện không hay gì đó, không may mắn đi, thì khi mà có cái sự bất công, mình muốn con mình là người chủ động đứng ra giúp đỡ, là chủ động làm việc có thể giúp đỡ người khác, không dạy con phải an phận và biết nghe lời, mà phải dũng cảm giúp đỡ người khác, dũng cảm tự bảo vệ mình, biết bảo vệ chính mình khi cần thiết và tìm kiếm cái sự hỗ trợ đó. Sự hài lòng nữa, cái cảm giác mà muốn có thêm nhiều hơn nữa thường lan truyền rất là nhanh, nhất là qua cái thời mạng xã hội như bây giờ. Chấp nhận cái điều đơn giản rằng ít hơn là nhiều hơn, tức là less is more, cách tốt để mình có thể kháng cự lại cái cuộc sống vây quanh chúng ta. Những cái món quà tuyệt vời nhất mà mình có thể dành cho con là biết cách hài lòng với những gì chúng có. Chúng ta là ai và chúng ta có thể trở thành ai trong cái cuộc sống này. Tính tò mò khơi dậy cái tính tò mò, dạy con biết cách đặt câu hỏi về thế giới xung quanh. Lời nói cái kiểu là con sao hỏi nhiều vậy, là điều mình sẽ cố gắng không nói với con nữa. Cho dù mình cũng thường hay sao nhãng và tỏ ra mệt mỏi, khó chịu khi mà con hỏi quá nhiều, quá liên tục những cái câu hỏi mà mình không thể đáp ứng được. Sự quyết tâm, một trong những cái yếu tố quyết định thành công nhất của một người là ý chí bền bỉ của họ.
Làm thế nào mình có thể giúp nuôi dưỡng cái ý chí của con mình bắt từ từ hôm nay? Hãy cho con thấy mình làm việc gì cũng cố gắng và không bao giờ nản lòng bỏ cuộc, cả kể là trong công việc hay là trong một cái bộ môn thể thao nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng luôn là một người kiên trì đến cùng, kỷ luật. Trẻ em cần học mọi thứ từ cơ bản, bao gồm hành vi phù hợp, cách hòa đồng với người khác và cách đạt được cái ước mơ, cái nguyện vọng của chúng. Dạy dỗ con cái không phải là điều mình muốn né tránh hay là cái từ chối được, thay vào đó kỷ luật với con nhất quán và mang tính tích cực hơn. Là có thể nhiều lúc mình muốn buông xuôi lắm, nhưng trong những cái lúc như vậy thì mình cũng phải nhìn nhận lại bản thân, là kỷ luật lại bản thân đi, mình đã làm gì sai, để có thể làm gương cho con, để chính chúng ta là phải là người thay đổi. Chẳng hạn như là mình nói với con là mình không nên ăn kẹo đi, không nên xem tivi đi, nhưng bản thân lại đi mua một gói kẹo về ngồi trước tivi và ăn ngon lành, thì đó chính là một cái ví dụ là chúng ta luôn phải làm một cái tấm gương phản chiếu, tấm gương để cho con học hỏi. Lời động viên, lời nói rất là có ảnh hưởng đến cái cách mà con có thể cảm nhận được. Những cái lời đơn giản mà mình chọn để nói hôm nay có thể mang đến cái sự động viên và suy nghĩ tích cực cho con. Hoặc lời nói của mình có thể khiến chúng cảm thấy tồi tệ hơn nữa đi. Nên chọn lời nói một cách thận trọng hơn. Mình hay động viên con cố gắng mỗi sáng trước khi con vào lớp mẫu giáo này, vì có những hôm mà con tranh cãi với bạn bè hoặc là gặp một cái điều gì đấy không vui và không muốn vào lớp đi, hoặc trước khi đi ngủ nữa, mình cũng hỏi han con về ngày hôm nay như thế nào, nói chuyện với ai, làm gì. Mình gọi đó là 5 phút tâm sự của riêng hai mẹ con, để con có thể giải bày cái tâm sự của mình. Mình nghĩ là mình sẽ làm đến khi mà con trưởng thành, để có thể có một cái sự gắn kết với con. Lòng trung thành với người bạn đời. Vì lòng trung thành trong hôn nhân, tức là sự chung thủy, không chỉ dừng lại ở thể xác, nó còn bao gồm cả cái đôi mắt, tâm trí, trái tim và linh hồn của chúng ta. Chúng ta hãy bảo vệ đời sống hôn nhân hay là cái mối quan hệ mà chúng ta đang có bây giờ đi thật là bền vững, thật là chắc chắn, không nhập nhằng trong cái mối quan hệ, cả kể với người trong gia đình hay bạn bè, không nhất thiết là người yêu hay là chồng hay là vợ. Con bạn chắc chắn sẽ nhận ra được cái điều đó và tìm kiếm vẻ đẹp nữa. Giúp con bạn tìm thấy cái vẻ đẹp trong mọi thứ chúng thấy, từ những cái bông hoa bên vệ đường hay là những cái việc mà chúng ta làm, và trong tất cả những cái người mà chúng gặp nữa. Không lên kiểu như là bới lá tìm sâu. Sự hào phóng, hãy dạy con bạn rộng lượng với cái cả đồ dùng của bạn này, để chúng trở nên hào phóng hơn với đồ dùng của chúng nữa. Cũng nên hạn chế nhắc nhở con là phải chia sẻ mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi. Kiểu ai xin gì cũng cho ấy, không phải cái gì chúng ta cũng có thể chia sẻ được với người khác. Chúng ta nên đặt ra được cái ranh giới nhất định. Đâu có thể chia sẻ, đâu có thể là đó là cái món đồ hay là những cái thứ mà của con, của chúng ta. Trung thực, liêm chính. Những đứa trẻ học được cái giá trị và tầm quan trọng của sự trung thực thì từ khi còn nhỏ đi, lớn lên thì con sẽ trở thành người lớn trung thực, và những cái người trưởng thành thật sự là trung thực, đối xử chân thành với người khác, có xu hướng cảm thấy tốt hơn về bản thân, nhận định về bản thân một cách tích cực, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, có giấc ngủ ngon hơn vào ban đêm. Vì mình tin là khi mà chúng ta làm một cái điều gì tốt thì vũ trụ sẽ mang lại những cái điều tốt đấy cho bạn, cho con bạn. Sự hy vọng là biết và tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, cải thiện. Nó tạo ra cái sức mạnh, sức chịu đựng và cái sự quyết tâm nữa. Trong những cái thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống thì nó thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Chúng ta không nên lảng nhằng vì có một cái chuyện xấu gì xảy ra, cũng không nên mất cái niềm tin hay là hy vọng. Cuộc sống còn nhiều cái thách thức, con bạn có thể học điều đó từ khi còn nhỏ, chứ không phải đợi đến khi mà con lớn thì chúng ta mới gieo cái niềm tin hay là hy vọng. Ôm hôn, trao cho con những cái nụ hôn, những cái cử chỉ lời yêu thương. Có thể trong văn hóa Á Đông thì bố mẹ sẽ ít dành những cái cử chỉ yêu thương cho con cái, nhất là khi mà con đã lớn rồi, hay là nói những cái lời âu yếm ý. Chủ yếu cách quan tâm là bằng hành động này, như là nấu những cái bữa cơm cho con này, chăm sóc cho con này, mua đồ mới cho con này, giúp con một cái việc gì đó, hỗ trợ cho con, nhưng không bao giờ nói thẳng. Mình thì mình rút kinh nghiệm từ bố mẹ là những cái phụ huynh thuần Việt, họ yêu thương theo cách cho roi, cho vọt, hành động nhiều hơn là nói. Mỗi văn hóa thì là một khác, do đó khi mà mình được tiếp xúc giữa hai nền văn hóa là Đông và Tây, thì mình sống ở Ba Lan mà mình lại là người Việt Nam ấy, thì mình đã cố gắng kết hợp, tức là vừa âu yếm bày tỏ cảm xúc, ôm hôn con, nói lời yêu thương là mẹ yêu con lắm này,
Mình nghĩ sẽ cố làm việc đó đến khi mà con trưởng thành. Vì cũng có thể là đây là cách mình tỏ vừa giúp đỡ vừa có thể động viên con khi cần, dạy con những cái gì mình biết như là nấu ăn, học ngoại ngữ, thể thao. Mình cũng nói với con rằng rất rất là nhiều lần rằng cho dù con làm sai điều gì, con thì cũng là vẫn là con của mẹ. Tất nhiên, làm việc sai trái sẽ phải gánh chịu cái hậu quả của nó và có thể là bị trừng phạt nữa, nhưng không có nghĩa là mẹ hát hủi hay ghét bỏ con, mà mẹ chỉ muốn con tốt hơn, trở thành một người có ý nghĩa và có thể làm được cái việc tốt trong xã hội. Trí tưởng tượng phong phú, nếu chúng ta học được cái điều gì đấy trong 20 năm vừa qua, đó là cuộc sống đang thay đổi vội vã nhanh chóng hơn mỗi ngày, thế giới ngày mai không giống với thế giới của ngày hôm nay. Cho nên thì những cái người mà có cái trí tưởng tượng ấy, không chỉ sống trong cái trí tưởng tượng đó mà còn phải tạo ra một cái gì đó be creative, như là chơi những cái trò chơi này, tham gia các cái nhóm dành cho trẻ giúp sáng tạo, như là vẽ tranh, hội họa, làm những cái đồ thủ công kiểu dạng DIY, những cái món đồ chơi mà có thể tự làm mà không nhất thiết là phải đi mua. Đọc sách chính là cách tốt nhất để con bước vào một cái thế giới hoàn toàn khác, kích thích cái trí tưởng tượng phong phú của con. Mình là người lớn đây, mình đọc sách những cái cuốn sách mà không phải là kiểu như phi hư cấu ấy, nó cũng giúp cho cái tâm trí của mình cởi mở và có nghĩ sâu xa hơn ấy, chuyên tâm. Mình tin tưởng mạnh mẽ vào cái cuộc sống mà có chủ đích và nuôi dạy con cái có chủ đích. Hãy chậm lại, suy nghĩ về bạn là ai, bạn đang đi đâu và làm thế nào để bước đến cái mục tiêu. Hãy làm điều tương tự cho mỗi đứa con của bạn hay là cho con của bạn. Bởi vì mình tin rằng là nếu như chúng ta có cái mục đích, chúng ta không nên nhìn vào cái cuộc sống của người khác mà tập trung vào cái mục tiêu của mình, thì chúng ta có thể tiến nhanh hơn. Chính con người, câu chuyện của bạn ấy, câu chuyện hoặc cuộc trò chuyện, kể cho con những cái câu chuyện về kinh nghiệm sống của bạn này, có thể là một tuổi thơ, có thể là những cái thất bại hay thành công, cũng như là có thể chia sẻ cái điều tốt xấu giúp con và bạn có cái tình cảm hàn gắn hơn, những câu chuyện về cuộc sống của bạn trước kia chẳng hạn. Học tập suốt đời, cái niềm đam mê học hỏi khác với cái việc học chỉ để đạt điểm cao hoặc là làm hài lòng giáo viên hay làm hài lòng một ai khác, nó bắt đầu từ trong cách mà bạn dạy con ở nhà. Vì vậy hãy đọc, hãy đặt câu hỏi, hãy phân tích, hãy chia sẻ, nói cách khác là hãy học cách yêu thích việc học tập và đọc sách để nâng cao cái kiến thức, cái tri thức. Có những cái cuốn sách của thiếu nhi ý, thì mình mua cho con ấy, mình thấy sau khi mà đọc xong cho con được mỗi ngày thì mình dành một khoảng 15 phút cho để đọc sách cho con, thì mình còn biết thêm những cái điều mới và chắp vá lại những cái lỗ hổng kiến thức của mình cái từ thời thơ ấu mà hồi xưa mình không được đọc những cái cuốn sách như vậy. Tình yêu là điều vĩ đại nhất trong đời, đó là tình yêu. Tình yêu có thể là với cha mẹ, với ông bà, quý trọng người thân trong gia đình, yêu động vật, yêu thiên nhiên. Bữa ăn cùng gia đình, bữa ăn mang đến cái cơ hội vô song cho các cái mối quan hệ, điều mà không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào, đó là những cái bữa ăn gia đình. Sau những cái giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng, những cái buổi học khiến tinh thần kiệt quệ, bữa ăn chính là cầu nối cả gia đình cùng ngồi xuống, cùng tâm sự, cùng cùng thưởng thức những cái bữa ăn, hỏi nhau những cái câu đơn giản nhất trong ngày. Bỏ bữa hay là ăn ở ngoài, hay là ăn nhanh nhanh vội đồ ăn có thể mua, nhưng mà tình cảm gia đình thì chúng ta có thể vì chính vì cái bữa ăn ở ngoài đấy mà rạn nứt, thì chúng ta nên vun đắp. Thiên nhiên, trẻ em học cách trân trọng thế giới xung quanh này, sẽ chăm sóc và để ý thế giới xung quanh nhiều hơn nếu chúng yêu thiên nhiên. Và là cha mẹ thì mình thường xuyên yêu cầu con mình cũng phải giữ cho căn phòng của con trong nhà phải gọn gàng, sạch sẽ và biết chăm sóc cây cối nữa này. Bởi vì mình nghĩ là giúp đỡ những cái việc nằm trong cái phạm vi khả năng của con, như là phụ nấu những cái món ăn đơn giản, dọn dẹp nhà, tưới cây, phơi quần áo này, thì mình đó là một cái điều mà tốt, vì một căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp sẽ giúp chúng ta thư giãn tâm trí hơn. Cũng nên giúp con hiểu về cách bảo vệ môi trường, như là chẳng như là không xả rác bừa bãi này, thanh lọc rác này, và hiểu về cái vấn đề về ô nhiễm môi trường như là khí hậu CO2 này ảnh hưởng thế nào đến chất lượng cuộc sống của chúng ta, hay là những cái món đồ mà fast food này. Đấy là những cái điều cơ bản mà chúng ta có thể truyền đạt lại cho con. Cơ hội
Trẻ em cần có cơ hội để trải nghiệm những cái điều mới để chúng có thể tìm ra những cái gì chúng thích và những cái gì chúng giỏi. Và trái ngược với cái suy nghĩ phổ biến là điều này không nhất thiết là phải tốn nhiều tiền cho các khóa học đắt tiền, có thể là tham gia các cái hoạt động miễn phí tại địa phương, tại nơi bạn ở, hoặc trong khi đi du lịch thì mình cho con tham gia các cái buổi triển lãm tranh hay là trò chơi, cả cái free, những cái hoạt động không mất tiền ý, kết nối với nhiều người để con trở nên mạnh dạn và cởi mở hơn. Lạc quan, một cái tinh thần lạc quan thì sẽ là rất là tốt, vì người bi quan không thể thay đổi được thế giới, người lạc quan làm được. Không phải là dạy con là cách lạc quan qua thái này, kiểu như làm việc gì cũng phải lạc quan này, nhưng để có thể dẫn đến những cái hậu quả không lường được. Lạc quan tích cực cũng cần cái sự cân bằng nhất quán, dạy con biết lường trước những cái rủi ro, những cái khó khăn khi gặp phải, đối mặt ra sao này. Chẳng hạn như là mình có con nhỏ nhá, thì con trai nữa đi, thì bé thường chơi với những cái bạn con trai khác thì những cái trò khá nguy hiểm như nhảy này, nhảy cao này, mình không cấm hay là quát tháo suốt được, chỉ dặn con rằng con ơi làm gì chơi gì cũng nên chú ý để không bị trọng thương. Chẳng hạn như là nhảy cao như vậy nhá thì gãy răng thì sẽ phải ăn cháo trong mấy tháng đấy. Thì đây không phải là lời kiểu như là dọa dẫm gì cả, nhưng đấy là những cái sự thật thì chúng ta phải nói ra, để nói trước để con biết. Bình yên, sự bình yên có thể là một ngày đi dạo trong rừng cùng nấu những cái món ăn con yêu thích, hay đến nơi con muốn đến, biết trân trọng những cái điều giản dị, bình dị trong một cái thế giới xô bồ, chuyển động nhanh như ngày hôm nay. Niềm tự hào, hãy tôn vinh những cái điều nhỏ bé trong cuộc sống. Cuối cùng thì những cái thành tựu nhỏ trong cuộc sống chính là những cái thành tựu lớn, có thể nói là tích tiểu thành đại. Hãy nói con là niềm tự hào của cha mẹ. Mình thì mình hay nói với con mình rằng nên tự hào con là người Việt Nam, có dòng máu của Ba Lan và cũng có hai quê hương, và hãy tự hào về cái gốc gác văn hóa hay là ngôn ngữ của chính mình, luôn tự hào về cái nguồn gốc của mình. Không gian để phạm sai lầm. Trẻ em vẫn là trẻ em, cho dù người lớn đi thì cũng vẫn phải phạm sai lầm. Phải cho chúng cái không gian để thử nghiệm, khám phá và mắc lỗi, mắc sai lầm, không vấp ngã và tự nếm trải cái khi bị thương thì sẽ không trưởng thành được. Đấy là theo cái suy nghĩ của mình, vì ai trong chúng ta cũng từng trải qua những cái thất bại và chúng ta vẫn phải đứng dậy sau mỗi khi vấp ngã, thì con của chúng ta cũng nên hiểu điều đó từ hồi bé, từ tầm bé. Cái lòng tự trọng. Những con người học cách trân trọng bản thân, yêu bản thân, có nhiều khả năng có cái sự tự tin hơn, lòng tự trọng và hiểu rõ giá trị bản thân hơn. Khi mà yêu mình, yêu bản thân thì cũng sẽ biết cách để có thể yêu và tôn trọng người khác. Do đó chúng có nhiều khả năng trở thành những cái người trưởng thành biết tôn trọng cái giá trị của bản thân và tôn trọng những người xung quanh khi mà chúng biết được cái điều đấy, vì không có thể có ai khác làm thay chúng điều đó cả. Óc hài hước nữa. Cười cùng con bạn mỗi ngày, vì lợi ích của con bạn và vì bạn nữa, về những cái kể những cái câu chuyện vui hay một vài câu bông đùa để giải tỏa tâm trí. Vì mình biết là hồi xưa mà bố mình dạy mình thì bố mình rất là nghiêm khắc ấy, nên mình rất là sợ, cho nên không nên cứng nhắc trong cái việc nuôi dạy con này, thoải mái hơn một chút. Đây không phải là kiểu như là dạy hư con, nhưng mà cũng để cho chúng biết là chúng ta hài hước và chúng ta có thể làm mọi việc vui vẻ được. Giá trị cốt lõi, cuộc sống không chỉ dựa vào những cái món đồ đắt tiền hay là vật chất, mà luôn phải tìm được những cái niềm vui tinh thần trong cuộc sống. Vật chất không quyết định được tất cả. Dạy con rằng tiền bạc cũng quan trọng, không có tiền thì chúng ta cũng không thể nuôi sống được bản thân, nhưng không nên vì nó mà đánh đổi mọi thứ. Ổn định, cái sự ổn định, một ngôi nhà ổn định trở thành nền tảng cho con cái để có thể xây dựng được cái phần còn lại của cuộc đời. Và chúng cần biết cái vị trí của mình trong gia đình, ai là người chúng có thể tin tưởng, có thể nâng đỡ chúng, và ai sẽ ở bên cạnh chúng mỗi khi chúng cần. Đừng thay đổi những cái điều đó liên tục, vì sẽ khiến cho con bạn mất cái sự cảm giác an toàn đi và không biết là tin tưởng vào ai nữa. Thời gian thì là món quà, thời gian là cái món quà duy nhất bạn không bao giờ có thể lấy lại. Vì vậy hãy suy nghĩ cẩn thận và cũng dạy con cách suy nghĩ cẩn thận trước khi làm một điều gì đó, không lãng phí thời gian, không lãng phí vào cái việc vô bổ. Tất nhiên cũng cần có những ngày chúng ta bảo với con rằng có thể ngồi bên cửa sổ ngắm bầu trời, ngắm khung cảnh, chơi trong vườn, làm những cái việc giản dị. Sự chú ý tuyệt đối. Làm việc gì cũng nên chuyên tâm và chú ý, cả kể mà khi mà nói chuyện với ai đó.
Con mình cũng hay bị sao nhãng bởi những cái bộ phim này, hoạt hình ấy, hay là đồ chơi, những cái tiếng nhạc inh ỏi, thì lúc đó thì mình thường nói rằng: "Con ơi, hãy tắt tivi đi, hãy cất đồ chơi đi, ngừng chơi một chút, vài phút thôi, có thể để nói chuyện với mẹ. Mẹ có một vài điều muốn nói với con." Độc đáo. Điều khiến chúng ta khác biệt là điều khiến chúng ta trở nên một con người đặc biệt, bởi vì chúng ta, cái sự khác biệt đấy thì sẽ tạo ra con người, cái bản chất của chúng ta. Chúng ta không phải là bản sao của bất kỳ ai cả. Tập trung vào điểm mạnh và khắc phục điểm yếu mỗi ngày. Mình cũng đã từng làm video của mình về hãy hiểu rõ tính cách cũng như là lợi thế bất công. Bạn có thể xem tham khảo và tìm hiểu thêm, mình sẽ để về phần phía dưới mô tả nhé. Khả năng tha thứ nữa, hãy dạy con bạn tầm quan trọng của việc tha thứ cho bản thân và cũng như là cho người khác, giúp chúng hiểu rằng tha thứ không phải là quên đi những cái gì đã xảy ra, những cái gì mà họ đã làm tổn thương, mà là buông bỏ sự tức giận cũng như là oán hận. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Trẻ em cần học hỏi cách giải quyết vấn đề, cho dù là cái việc nhỏ nhất, một cách hiệu quả. Dạy chúng cách xác định cái vấn đề và đưa ra cái giải pháp, đưa ra cái quyết định. Bạn có thể hỗ trợ, nhưng dần dà thì chúng mới là người quyết định, bởi vì là chúng phải học cách để tự tin trong mọi việc, trong có thể là sẽ là một người không ỷ lại khi mà chúng lớn lên. Lòng biết ơn, giúp con bạn học cách biết ơn những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống, những cái điều nhỏ trong cuộc sống xảy ra với chúng ta thì chúng ta cũng nên biết ơn. Khuyến khích chúng thể hiện cái lòng biết ơn đấy đối với những cái người mà đã giúp đỡ chúng này, đối với những cái việc mà xảy ra, là những cái điều chúng may mắn mà có được, có một cuộc sống tốt chẳng hạn. Mình luôn nói cảm ơn khi con giúp mình một điều gì đó, cho dù đó là một việc nhỏ nhặt nhất, như là rửa bát hay là làm một cái việc gì đấy rất là nhỏ. Một ngôi nhà thân thiện, đây là một điều cuối cùng, mà một món quà cuối cùng, đó là chúng ta tạo ra một cái không gian sống, một nơi mà con bạn sau này khi mà trưởng thành rồi thì vẫn muốn quay lại. Cho dù là có việc gì xảy ra nữa thì ngôi nhà chính là nơi chúng có thể quay lại, những bữa cơm ngon, những kỷ niệm đẹp, những tiếng cười. Để kết luận cho video của ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng đó là những cái món quà ý nghĩa nhất mà bạn có thể dành cho con, chính là sự quan tâm, tình yêu thương, sự hỗ trợ. Hãy dành thật nhiều thời gian cho con bạn, lắng nghe con bạn và giúp con bạn phát triển thành những cái người mà trưởng thành tốt, những người có ích cho xã hội, những người mà có thể thấu hiểu, có thể hiểu được người khác và biết yêu thương bản thân cũng như là biết tôn trọng chính bản thân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của ngày hôm nay và hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Nếu như các bạn có một cái feedback cũng như là bình luận gì thì các bạn có thể chia sẻ với mình, và bạn nghĩ sao về cái chủ đề này? Bạn có quan tâm đến chủ đề về cách nuôi dạy con cái không? Nếu như bạn quan tâm thì hãy cho mình một like nhé. Xin chân thành cảm ơn.